chào quý vị, các anh chị và các bạn. Thì mình sẽ kích hoạt cái camera DJI Osmo Action 3 nha các bạn. Thì trước khi kích hoạt thì ở đây mình sẽ trên điện thoại á, thì các bạn lưu ý là mình sẽ vô cài đặt nè, mình mở wifi rồi nha. Bây giờ mở luôn cái di động 4G luôn nha, mở di động 4G luôn. Và ở nhà mình hiện nay thì wifi đầy đủ nữa, cộng thêm cái 4G nữa để mà cái quá trình kích hoạt nó không có bị gián đoạn nha các bạn. Mình sẽ mở phần mềm DJI Mimo. DJI Mimo đây nè các bạn. Đây. Đó. Thì nếu như mà các anh chị và các bạn nào chưa có thì mình sẽ tải cái phần mềm DJI Mimo về điện thoại. Còn ở đây là tại vì mình đã có DJI Mimo, mình hỗ trợ cho cái phần mềm của con Osmo Pocket đó. Thành ra là mình có sẵn. Thì giờ mình mở luôn nè các bạn. Mở lên luôn. Đó. Nó đang báo Action 3 đó các bạn. Thấy không? Rồi mình để đó. Bây giờ đối với Action 3 thì bây giờ mình mở nguồn nha các bạn. Nút nguồn bên này nè các bạn. Đó. Rồi máy khởi động đó các bạn. Đó. Thì đầu tiên thiết bị hỏi mình đó là cái cài đặt ngôn ngữ, thì chúng ta chọn Anh ngữ nha các bạn, English nè. Nhấn vô. Rồi. Rồi, mình nhấn luôn connect nha các bạn. Đó. Ở trên đây nó xác nhận hai cái mã số nè, là trên điện thoại là 4923 và trên con Action á, Action 3 là nó là cũng 4923. Như vậy là mình nhấn vô chữ reset là mình đồng ý nha các bạn. Nhấn vào. Đó. Tới bữa này thì giữa cái Osmo Action 3 và cái điện thoại vẫn chưa có liên kết nhau được nha. Chúng ta phải nhấn vào connect nè các bạn. Đó. Rồi. Thì bây giờ trên điện thoại báo cho chúng ta là setting. Thì ở đây thì mình sẽ setting. Nhấn vào setting để cài đặt á, để coi tương lai nó yêu cầu cài đặt cái gì trên điện thoại nha các bạn, thì nó mới kết nối được. Thì nhấn vào setting nè các bạn. Đó. Như vậy ở đây á, thì thứ nhất là mạng cục bộ ha, những cái xanh là có hết trơn, là chỉ còn thiếu chữ mạng cục bộ. Thì cái đây do là giữa DJI Osmo Action 3 nó sẽ đi wifi với lại điện thoại với lại chứ mạng nói chung á, trong mạng wifi trong nhà nói chung á, để nó liên kết chứ nó không có dây không các bạn. Mình mở chỗ mạng cục bộ này các bạn, mới xanh lên đó, mạng cục bộ. Rồi bây giờ mình đi ra thoát ra coi thử nó kết nối chưa. Thoát ra mở kết nối lên coi đó. Rồi nhấn connect nè các bạn, nhấn connect trở lại nè. Chưa kịp nhắn là nó đi qua rồi. Rồi bây giờ trên màn hình nó hỏi mình là DJI Mimo muốn kết nối mạng wifi Osmo Action 24 BDCO, thì mình nhấn kết nối nha bạn, để nó truyền hình ảnh từ con Action nó qua đó các bạn. Chờ chút xíu, mình nhấn rồi đó. Rồi nhấn connect nó vô nè, chuẩn bị nó vô nè các bạn. Đó, nó vô rồi đó, các bạn thấy không? Nó vô nè. Giữa trên màn hình dưới này nó vô rồi đó. Đó, bây giờ là tôi sẽ quay cái camera đi đâu. Đó, đó, thấy kết nối cho các bạn. Đó, quay camera ra cửa nè. Đó, thấy không? Đó, như vậy là kích hoạt xong thành công rồi nha các bạn. Nó kết nối xong rồi đó. Đó. Thấy chưa?
Rồi. Rồi. Tước này thì nó có cái chữ trên màu vàng đó các bạn. Đây. Thì cái này thực ra là nó yêu cầu mình là đó. Nó yêu cầu mình là cái tải cái firmware mới nha các bạn, có dấu mũi tên đây nè, ngay chỗ này nè. Đó. Thì tôi sẽ tải xuống nè. Đó, nó bắt đầu nó tải đó các bạn. Thì mình vẫn cứ bình thường cho nó tải. Đó, chúng ta sẽ nhấn vào chữ intro nè các bạn, intro trên điện thoại các bạn thấy chưa? Đó, để tôi dịch lại lớn lớn cho. Rồi intro này, nhấn vô intro nè. Đó, nó bắt đầu chạy đó. Đây là cái firmware update nha các bạn, phải update cái firmware. Năm mươi mốt phần trăm rồi các bạn, firmware mới của DJI Mimo dành cho con DJI Osmo Action 3 đó các bạn. Bảy mươi phần trăm rồi. Bảy mươi bốn phần trăm, 75%, 91%. Rồi như vậy là nó đã đánh cái dấu tích là coi như hoàn thành các bạn. Mình sẽ đánh vào chữ don ở dưới đó, tức là để hoàn thành đó. Đây. Rồi, nó trên này nó ghi update nè. Đó. Như vậy là update đã xong nha các bạn. Đây. Đó. Thấy chưa? Các bạn thấy trên điện thoại di chuyển không? Như vậy là cái từ cái camera của con DJI Osmo Action 3 nó chuyển cái tín hiệu hình ảnh qua điện thoại. Nè, mình dời cái con Action đi tới đâu ha, là nó đưa hình ảnh đi chỗ khác này ha, nó thu ở đoạn nào á là đưa vô trên điện thoại, là các bạn thấy không? Đó, giờ tôi quay ra cửa nè, tôi dựng cái Action lên chút xíu. Đó, ra cửa các bạn thấy không, ngoài cửa đó, đó xây vô phía này bên kia nè. Đó, cả cái tay mình cũng dính vô luôn. Đó, đây thấy chưa, các bạn thấy được chưa? Như vậy là cái connect cho cái
DJI Osmo Action 3 đã hoàn thành nha các bạn. Dời là nó dời ngay thôi, cái gì đâu, đó, đó các bạn thấy không? Dời cái con Action tới là nó chuyển hình ảnh qua điện thoại liền, thấy không? Xin cảm ơn quý vị, các anh chị và các bạn coi như là đã cùng mình mà connect cái con Action 3 của phần mềm DJI Mio trên điện thoại nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin tạm biệt. Bye bye.